Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng sạch từ than sang khí và coi điện khí là mũi nhọn trong thời gian tới. Nhiệt điện than có nguy cơ gây ô nhiễm, thủy điện có giới hạn theo mùa, do đó để giải bài toán thiếu điện và để bảo vệ môi trường, thúc đẩy hiện thực hóa các cam kết của Việt Nam tại COP26 và thực hiện theo quy hoạch điện 8, thì phát triển điện khí là việc rất quan trọng và là hướng đi đúng của ngành năng lượng. Tuy nhiên, việc phát triển điện khí LNG tại Việt Nam đang gặp vô vàn khó khăn và thách thức. Dự thảo quy hoạch điện 8 đưa ra mục tiêu chuyển đổi 18 GW điện than vào năm 2030, được thay thế bằng 14 GW điện khí LNG và 12-15 GW nguồn năng lượng tái tạo. Nghĩa là đến năm 2030 sẽ phát triển 23.900 MW điện khí, tương đương tỷ trọng hơn 14,9% cơ cấu nguồn điện. Trong số này, 7.900 MW đã có trong quy hoạch điện 7 điều chỉnh và chỉ phát triển thêm mới khoảng 6.000 MW tới năm 2030, tập trung chủ yếu ở miền Bắc để đảm bảo nguồn điện chạy nền cho khu vực này. Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát điều chỉnh lại toàn bộ phương án phát triển điện lực và đã trình lại Thủ tướng Chính phủ quy hoạch điện 8. Trong đó thì điện than là 37.500 MW, chiếm khoảng 25,7% vào năm 2030 và giữ nguyên cho đến năm 2045. Nguồn điện Energy đạt khoảng 24.000 MW vào năm 2030 và sẽ tăng lên khoảng thành 31.400 MW vào năm 2035 và sau đó cũng giữ nguyên cái lượng công suất này cho đến năm 2045. Theo giới chuyên gia phân tích, tuy sạch hơn than nhưng điện khí LNG vẫn gây phát thải khí nhà kính và phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Vì vậy giá thành sẽ tăng theo xu hướng nguồn cung ngày càng hạn chế. Theo tính toán, nhu cầu nhập khẩu LNG sẽ tăng lên đạt khoảng 14-18 tỷ mét khối vào năm 2030 và khoảng 13-16 tỷ mét khối vào năm 2045. LNG thì nó sạch hơn. Cái việc mà đứng về quan điểm về giảm phát thải khí nhà kính của quốc gia thì khi chúng ta chuyển từ than sang sử dụng LNG thì rõ ràng là giảm phát thải khí nhà kính. Thì chúng tôi ủng hộ cái nỗ lực đấy. Nhưng làm thế nào để có LNG với giá thành ổn định, giá thành hợp lý để làm sao chúng ta sử dụng cho cái hệ thống điện thì rõ ràng chúng ta phải cân đối rất là nhiều mặt. Tuy nhiên, một trong những vấn đề đáng quan tâm nhất đối với việc nhập khẩu khí LNG đó là vấn đề kho chứa. Thực tế đây là một lĩnh vực mới đối với Việt Nam nên trong quá trình triển khai cũng gặp phải nhiều khó khăn về công nghệ, vốn đầu tư lớn. Cái nhược điểm của cái hệ thống kho LNG là tồn chứa ở nhiệt độ âm, bể chứa này phải bảo đảm ở cái nhiệt độ âm 170 độ C. Đòi hỏi công nghệ và thiết bị phức tạp và đây là lĩnh vực còn mới ở Việt Nam, chưa có nhiều kinh nghiệm xây dựng và vận hành. Vốn đầu tư cho hạ tầng kho này cũng lớn. Tàu vận tải LNG thông thường có dung tích lớn, đòi hỏi phải có các cảng nước sâu để tiếp nhận tàu LNG. Đây cũng chính là khó khăn khi xây dựng cho cái hạ tầng kho LNG tại Việt Nam. Bên cạnh đó, thách thức rất lớn trong việc phát triển điện khí ở nước ta là nguồn cung và giá khí hóa lỏng LNG hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu. Thực tế, giá loại nhiên liệu này đã tăng rất mạnh thời gian qua. Giá nhập khẩu cao là trở ngại trong tương lai khi ký các hợp đồng mua bán điện, PPA giữa chủ đầu tư và EVN, do tập đoàn này sẽ phải mua đắt bán rẻ. Mặt khác, các dự án loại năng lượng này sẽ phải đối diện rủi ro nhập khẩu giá cao khi có biến động địa chính trị trên thế giới. Cơ chế chính sách hiện nay không cho phép thực hiện được việc cung cấp LNG cho các nhà máy điện. LNG là có cái nhà máy điện là những cái hợp đồng rất lớn phải mang tính dài hạn từ 10 năm, 20 năm thì chúng ta mới có thể mua được giá tốt đảm bảo cung cấp ổn định cho cái nhà máy điện. Nhưng hiện nay thì cơ chế chính sách của chúng ta chưa có cái cơ chế bao tiêu. Bên cạnh đó, do Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế quản lý cho các dự án đầu tư điện LNG theo hình thức đầu tư thông thường nên khó thu xếp tài chính cho dự án quy mô hàng tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra về giá, cơ chế giá điện sử dụng nhiên liệu LNG chưa có quy định đầy đủ. Đây cũng là những thách thức không nhỏ khi phát triển điện khí LNG.